Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay có một nhà hảo tâm nhà hội từ thiện ngã bảy đến giúp cho em Thảo ở phường Hiệp Thành, thành phố ngã bảy, hoàn cảnh rất nghèo và khó khăn. Ba thì bệnh tai biến, đây ba của Thảo thì bệnh tai biến, mà chồng Thảo thì cũng có tật bán vé số. Đây là quan cảnh căn nhà, tụi con nghèo. Đây là mẹ của Thảo. Căn nhà thì như quý vị đã xem, thì mưa lớn sẽ tạt, dưới thì nước ngập, nhưng mà cũng có đứa con trai đang đi học. Thì hoàn cảnh của Thảo cũng nghèo, cũng bán vé số dành dụm số tiền đi điều trị bệnh, nhưng không may thì bị giật số tiền nó không còn nữa. Thì Thảo muốn nhờ từ thiện ở bảy hôm nay đến đây để Dương Hậu khảo sát. Thảo bệnh bao lâu rồi? Bệnh như thế 3-4 năm vậy. Bây giờ Thảo cần giúp thế nào đó, Thảo nói đi. Em ở từ thiện giờ bệnh giúp đỡ cho em có tiền đi mổ. Rồi. Con trai học lớp mấy rồi con? Dạ năm nay con gần lên lớp 9 rồi. Con cần như thế nào con nói đi giúp. Con cần các mạnh thường quân ngã những hội từ thiện ngã bảy để giúp mẹ con có số tiền đi để đi chữa bệnh. Mẹ con ngày đêm thì bị bệnh đau nhức nên là khó khăn việc đi lại. Dạ. Đây là giấy chứng đón bác sĩ. Nguyễn Thị Phương Thảo. Dạ Ngọc Hoàng đó, tôi là mẹ. Chứng đón thích rồi. Nó giống cha thấy bồn người nha. U cơ tử cung. Như quý vị đã xem thì Thảo mang căn bệnh ung thư, thì rất cần sự giúp đỡ. Thì Dương Hậu cũng mong các nhà hảo tâm trong và ngoài nước xem video này, chính chúc lòng thành giúp cho hoàn cảnh nghèo khó khăn của Thảo mang căn bệnh, nhưng mà đi bán cũng dành dụm số tiền trị bệnh, nhưng không ngờ bị giật. Thì với Thảo cũng mang căn bệnh bẩm sinh, đi đứng và nói chuyện khó khăn, thì mất đi số tiền chỉ về nhà nằm để khóc. Thì cũng nhờ nhà hảo tâm đến từ thiện qua, thì cũng xin chi quỹ từ thiện 500.000, Thương Khánh Hiền 200.000, Tony Bành 200.000, gia đình cô Quách Liên 200.000, gia đình Quách 200.000, Quách Ái My 200.000, gia đình Vinh Thành Hiệp Cường 100.000, My My Đen 200.000, chị Lê Thị Ánh Hồng 100.000, Quen Hiền 100.000, số tiền đợt 1 là 2 triệu. Giảng ơi trao cho em Thảo 2 triệu đi. Đây là 2 triệu của quỹ đồng hành và quỹ từ thiện ngã 7. Em biết cảm ơn quỹ từ thiện ngã 7. Em biết cảm ơn nhiều lắm. Thì Dương Hậu một lần nữa mong các nhà hảo tâm xem video này hãy chia sẻ và giúp cho Thảo, một hộ nghèo khó khăn, cứu một mạng người bằng xây 7 chuyển chùa. Thì Dương Hậu cũng hy vọng được các nhà hảo tâm gần xa trải lòng giúp cho em Thảo, quê hương của Dương Hậu. Dương Hậu cũng mới mở trang YouTube Hậu Từ Thiện Ngã 7, mong quý vị chia sẻ và đăng ký like thích. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Dương Hậu cũng mời quý vị sang kênh YouTube Hậu Từ Thiện Ngã 7 xem hoạt động của từ thiện thiện nguyện. Mong quý vị ủng hộ cho Dương Hậu cũng như ủng hộ cho người nghèo Ngã 7. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.